Không cho, chỗ này đâu phải chỗ chơi. Không, con chơi mà. Đi làm việc hả? Dạ. Con đang đi làm việc nè. Con thấy không, con tắt nghiệp luôn. Hiền là bên đâu vậy chú? Hiền á, xưởng. À, xưởng ở bên đâu chú? Qua cái dãy tường nó tới. Dạ. Anh tên gì? Cái khu vực ở riêng cái phòng này đó là mấy em nó mới vừa cắt cơn lên. Dạ. À, cái sức khỏe nó còn yếu kém á. Mình dạ. Để đây cho nó ăn uống đồ bổ dưỡng sức khỏe để cho nó khỏe mạnh rồi bình thường. Sau đó mình mới tổ chức cho mấy em nó học tập. À. Không. Nó thường thường nó đây là khoảng một tuần. Còn thường là bao nhiêu học viên? Cái này thì một phòng mình chứa khoảng 6-7 em. Dạ. Có những lúc cao điểm thì nó có hơi đông thì mình mới kiếm thêm một cái phòng khác rồi mình tách ra cho em bảo đảm cái diện tích đó ạ. Dạ. Tức là đây là khu vực của bên phía bệnh học viên nam ạ? À? Nguyên nam, dạ. Nữ thì mình chưa. Ở trong đây là mình bao nhiêu học viên hết trơn? Hiện nay thì mình còn khoảng 200 mấy. Còn cái bên có cái khu nào mà khu đang điều trị mới vô mà tức là vậy phải... à, dưới là xuống dưới à đúng rồi mình làm thiếu và đẹp quá ngoài chơi dạ. Rồi các em là học viên là tự tổ chức được dạ các em ca không cái cơ sở hạ tầng là rất là tốt dạ. Thể thao rồi này nọ trung tâm mình là được thành lập từ năm nào thưa anh Sáu à về đây năm chúng ta mở cái tiền thân có hồi xưa nhưng mà xưa, sau này dạ. Là về đây là năm 96 à 96 là 96 hình hình lại à đây là khu làm việc đây khu dạy nghề à dạy nghề nhớ không chú làm chiếu làm máy là gì đó à năng suất kia lắm dạ từ đầu tới cuối lúc còn sống à, ừ, à, nguyên liệu là mình cũng không, mua về nguyên liệu người ta đưa cho mình cái này đối tác mình coi như là cái dụng cụ học tập à, em nó mới vô mới để cho nó tập dạ. Tập nó làm nó thao tác dạ. Khi nó thành rồi đó nó mới qua ngồi bên máy được cái cơ sở mấy em nó mới vào á nó mới tập cho nó em nó học như giai đoạn là hoàn toàn là học không vâng à.
đấy luôn. Rất là sợ về tâm lý của em nào bây giờ không sống xa nhà. Mà sau khi vô đây thì được cái sự dạy dỗ của thầy cô giáo và cán bộ giáo dục để bảo vệ là hết tình giúp đỡ cho tụi em để phấn đấu trong cái lao động cũng như là trải nghiệm đến sau giờ phải làm cách con người tốt. Em Nguyễn Thị Tuyền, năm nay 20 tuổi, ở Hóc Môn, Sài Gòn. Em đã gọi là đến với trung tâm này như thế nào? Trung tâm trang diện này ra sao? Dạ, ở trong đây thì cũng được mấy cô với mấy cậu được cho ăn cũng sung sướng lắm. Nhưng mà Tết thì vui lắm, tổ chức cho chơi, cũng được chơi thú vị mà có trong búa lăng nè. Rồi Tết ở trong đây, ở trên chuồng mình xuống cho quà. Rồi được cho mỗi người dịch 300 ngàn tiền đồ ăn đó. Dạ, em sử dụng ma túy từ năm 2008. Dạ, đó thì em cũng non hết như một bộ đi chơi với đám bạn. Rồi bạn bè rủ một tử. Sau đó em hút được khoảng một năm. Thì không còn đáp ứng như cơ thể nữa thì phải đòi hỏi cái liều lượng nó nặng hơn. Thì sang là tiêm chích đến nay em bị cái đợt và bỏ chế tâm. 20 tuổi thì em bắt đầu nghiện từ năm nào? Dạ mới chơi có năm nay à. Mới chơi năm nay? Dạ. Chơi được mấy tháng? Dạ chơi được 6-7 tháng gì. Làm sao mà em biết được đến ma túy để em? Dạ tại vì đi chơi với bạn đó, rồi không biết rồi nó ngủ chơi rồi chơi. Dạ theo tiếp xúc với bạn bè ở đây thì em cũng thấy có một điểm chung là cùng hoàn cảnh là nghiện ma túy. Một cái điểm khác nhau là mỗi người có một hoàn cảnh, ví dụ như là hoàn cảnh kinh tế khó khăn chẳng hạn, rồi đi bôn ba xứ làm ăn xa, cùng sự quản lý của người nhà người thân thì dễ chấp ngã hơn. Và cụ thể là em chích hay là em uống thuốc hay là? Dạ chích. À, thì khi mà rủ rê như vậy là tự em chơi thôi phải không? À. Dạ, thì bạn mình rủ mà mình chơi thì có chị của mình đúng không? Chứ cấm mình thì cũng không cấm được. À. Mình chơi cái đó là ý của mình, bây giờ mình ở dưới đây chơi rồi mình bị mấy cậu đồ đắp dưới đây thì mình cũng chữa bệnh rồi mình về không, chứ không có gì đâu. Đúng rồi, không có gì. Thì hay cho em ở đây thì em cũng theo lớp lúc đầu vào em vào được khoảng chừng cắt cơn là 7 ngày. Em qua sinh hoạt sau cắt cơn là 7 ngày nữa, là 14 ngày. Là em chuyển lên phòng sinh hoạt chung với anh em là các phòng lớn như các anh đã thấy đó. Thì những cái điều kiện mà các cậu tạo ra lúc vào chuyên đề đó, là về lớp chuyên đề và những cái lớp truyền thông, góc truyền thông các anh đã thấy. Chương trình ca hỗ trợ thì cho đọc sách tìm hiểu thêm những cái gì mà mình có thể là mình bỏ sót ở ngoài đời thì vô đây có thể là mình cũng tìm lại được nó. Dạ, nhưng mà nó em chơi được bao nhiêu tháng biết không? Dạ em chơi cỡ được 7 tháng. 7 tháng tức là dạ. Cái mức độ mà mình chơi tới nó như thế nào, tức là mỗi ngày là bao nhiêu hoặc là dạ mỗi nhiều? Ngày vậy chơi 4 cử. Chơi 4 cử à, mỗi cử là như thế nào? Dạ mỗi cử là 200 ngàn. Mỗi cử 200 ngàn, một ngày làm xài hết 800 ngàn. Làm sao mà em có tiền để mà em chơi nhiều thế? Xin tiền mẹ. Xin tiền mẹ. Vậy thì coi như là em chơi như vậy 800 ngàn như vậy. Còn bạn bè của em thì nó có giúp em được cái vấn đề chơi không? Hay là mỗi người chơi riêng? Mỗi đứa chơi riêng, nhiều khi không có tiền đủ thì Hùng vô hai ba đứa lấy chơi. À,
ngoài cái vấn đề mà ma túy ra, em có bị rơi vào những cái trường hợp khác? Dạ không. Bồ bịch hay là mại dâm hay là thế nào? Dạ quen dạy lập thì có, nhưng mà vô môi trường mà mại dâm thì rất nhiều. Khi mà làm sao mà gia đình phát hiện ra rồi đưa em vào đây hả? Dạ không có, bị công an phường bắt, cũng có chơi gia đình không ai biết đó. Tại vì ngày nào gia đình cũng đâu 200-300 xài đó. Rồi gia đình cũng có biết là chơi xì be, cái hồi Mỹ bắt vô đây rồi gia đình mới phát hiện ra. Đã trong thời gian ở đây là sau khi dán cách cơm giải độc được y bác sĩ chăm sóc thì không có còn nhớ. Và sau khi đó thì được các cậu bên phòng giáo dục được nói dạy chỉ dẫn bên y tế thì làm cách nào, thời gian nào làm những gì, rồi những sinh hoạt lúc nào, giờ nào làm thời gian cho nó thích hợp với đọc sách. Thì khoảng chiều cũng là các anh không vào hôm nay thì có lẽ là đã đọc sách lúc 2 giờ chiều. Và các cô bên thư viện trung tâm này mấy anh cũng đi chắc mấy thư viện nằm bên khu C thì có cho muốn sách của thư viện Cần Thơ cấp xuống. Thì ai muốn đọc sách gì đó thì đây có sở thích của họ thì đọc sách. Theo em thì em thích đọc sách là kỹ năng sống thôi. Thì khi phát hiện ra thì phản ứng của gia đình em thế nào? Dạ, gia đình buồn lắm, gia đình giận, gia đình không có xuống. Từ giờ, từ trước, từ bữa đó tới giờ không thể thăm luôn? Dạ, gia đình giận, gia đình không thăm luôn. Người ta thấy cô Tuyền, cô cười, nhưng mà chắc là cô đang có những cái nỗi niềm, em có thể chia sẻ với những người thân của em như thế nào? Dạ, nó có gọi là mình chơi gì chịu, chứ không chắc được ai hết á. Nhưng mà nhớ mẹ lắm, cậu mẹ xuống một bàn thôi. Thì những lời em nói thêm với lại em có mấy người anh em? Dạ được hai anh em, anh trai. Dạ. Anh trai lo đi làm. Còn bố em thì sao? Dạ bố mất hết rồi. Thì thời gian làm thì thời gian làm là một ngày là 6 tiếng, và buổi sáng thì 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng. Mà làm thay theo ca, như là hôm nay ca của các bạn khác thì em nghỉ, rồi mai tới ca em thì các bạn khác nghỉ. Rồi, em nghĩ rằng vô trong cái môi trường sinh hoạt này em cảm thấy trung tâm ở trong trung tâm này thì lúc đầu vô thì thấy nó không gắn nó làm sao đâu á, thì tới hồi mà sống rồi mình hiểu rồi á, cái môi trường này sống rất là dễ, mấy cô cậu ở đây rất là thân mình. Cái cô cậu ở đây nhiều khi vô giải cho mình biết và em có những cái người bạn cùng với cái lứa tuổi của em không? Dạ có. Tức là 20 tuổi là cũng là trẻ lắm á. Còn những người bạn em thân từ trong đây, em kết thân được với những người bạn nào? Dạ có người bạn thân bị ở bên thì những người bạn nó cái hoàn cảnh họ có tương tự như em hay là như thế nào, đặc biệt hơn không? Dạ cái đó thì không biết, tại vì mới đi chơi chung có mấy tháng là mình thấy bạn thân mình đi chơi chung chứ mình đâu có hỏi chi hoàn cảnh người ta. Rồi em vô đây có được học đi học nghề chưa? Dạ có, đi học may. Học may. Cái hình trước đó thì chưa biết may gì hết. Dạ không. Bây giờ khi học may thì em thấy con người em thay đổi ra sao? Dạ thay đổi, thấy nó khỏe mãi thoải mái hơn, mà mình cũng đứng đắn hơn, mình tốt mình cải tạo lại mình bao giờ chứ gia đình. Em sức khỏe của em thì bây giờ nó hoàn toàn là trở lại cái con người bình thường, còn không có lệ thuộc vào những chất nghiện nữa. Em thấy là những gì em được ở đây có thể là tốt hơn kia không nữa. Ngoài đời thì chẳng có lúc nào để mà thanh thản đầu óc để mà suy nghĩ những cái chuyện gì, mà đọc sách là tập cho mình cái nếp sống thân thiện với mọi người, như là hòa nhã như anh em ở đây. Khó nhất là cái thời gian đầu để mà khi vô cai nghiện đúng không? Tức là lúc đó em có thể đôi chút về cái những cái ngày đầu mà đi vào trung tâm cai nghiện như thế nào? Dạ, ngày đầu đi vô trung tâm cai nghiện thì nó vật vã lắm, nó mệt lắm, mệt luôn. Mình cứ suy nghĩ về những cái một tí mà mình cứ suy nghĩ gì nữa chứ. Tới hồi mà qua cái cai nghiện rồi thì mình cứ suy nghĩ là mình thấy mình cứ thương người, mình thấy mình cứ thương người. Khi mà em
cứ quyết tâm như vậy, nhưng mà ngoài xã hội chắc là nó cũng còn nhiều cái cám dỗ, hoặc là em có nhiều những người bạn cũng muốn em giống như họ, tức là trở lại cái con đường cũ. Em đã có cái tâm lý để mà chuẩn bị một cái con đường mới chưa? Đã có chuẩn bị rồi, mới chuyến này về không chơi nữa, hứa với mẹ rồi thì không chơi nữa. À, hứa với mẹ thì nói thôi, chứ còn mẹ chưa có cơ hội gặp em đúng không? Dạ, lúc ở ngoài thì lúc bị bắt lên phường thì mẹ có vô. Nhưng mẹ nói mẹ dặn rồi, mẹ không có lên thăm nữa, mẹ bỏ luôn. Còn gia đình thì cũng không nói được, tại vì anh đang đi bỏ kia, không có chắc mẹ được. Thì cũng nói với em là em hôm nay 33 tuổi thì em cũng lập, vừa mới lập gia đình năm trước, năm 2012. Em vừa bây giờ cũng học cái trai. Em nghĩ sau này thì nếu em tái hòa nhập cộng đồng thì những gì em học được học năm trước đây thì em được tốt hơn những gì mà lúc trước em chưa biết. Có thể là em mong rằng có thể sau này những sự phấn đấu mà chúng ta cũng cần mình phải tích lũy là tiết kiệm để mình được. Hiện nay sức khỏe của em thế nào? Dạ khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Nhìn là thấy là em rất tươi và rất là vui yêu đời đúng không? So với lại cái thời gian em với cô hả? Rồi lúc em vô thì em ốm hay là em dạ, tinh thần thế? Cũng không ốm gì mấy, vô được 40kg á. 40kg, bây giờ thì mấy ký? Giờ được 47kg. 47kg. Tức là bây giờ trung tâm đã trả lại cho em 7kg thêm nữa không? Trong 7 tháng không? Rồi thì những gì em mong hỏi chắc cũng là những cái điều mà các bạn ở nhóm cái trung tâm mấy con thơ này đều muốn nghe, cũng như là sau này về có thể là chính quyền địa phương các bạn này hoặc là hỗ trợ hoặc nào về kinh tế hoặc là cũng về động lực hoặc để các em có thể phát triển mình tốt hơn. Thì em không làm được đối với xã hội tha thứ cho các em hứa là sẽ là mình bây giờ các bạn mới được tìm anh học đi. Như là ở gia đình của bạn là làm nghề gì? Dạ mẹ em hứa làm gì đó, còn ngoại với cái gì đó thì đi buôn bán trái cây đồ. Như vậy là có như mẹ em là ở chung với ngoại? Không, mẹ ở riêng, mẹ ở chung với anh em. Vì là chủ yếu là thu nhập của gia đình em chủ yếu là của người, từ người ăn. Dạ. Người ăn cho mẹ, mẹ mới lấy tiền đó cho em mỗi ngày 200 triệu. Dạ. Mẹ, chắc cái này là chắc mẹ giấu người ăn. Mẹ không biết chơi, tại vì ngày nào mẹ cũng cho 200 ăn xài chứ. Lúc đó là mẹ ở Sài Gòn hay là như này gia đình em với mẹ đều ở Sài Gòn hết. Dạ. Em trình độ học vấn thế nào? Dạ không có học lớp nào. Ủa vậy hả? Có học mà không biết chữ. Cho tới giờ này vẫn chưa biết chữ luôn. Dạ. Rồi vô đấy em có được dạy học chữ chưa? Dạ, mấy cậu cũng định sắp xếp cho lớp đi học chữ luôn. À, lý do gì mà 20 tuổi mà chưa học chữ ra? Tại sao? Đó không chịu. Không chịu học chữ nào hết? Không đọc được luôn? Chỉ biết chữ không chứ phải học chữ. À, không chịu học chữ là. Vậy thì em có cái điều mong muốn gì nữa trước khi mà mình có kết thúc cái câu chuyện này? Dạ, chỉ ước cho mẹ với ngoại ở ngoài sống dễ cho mẹ mình thôi. Còn ở trong này thì em rất tốt, em sẽ cố gắng làm một người mới làm việc với gia đình. Xin cảm ơn lời chia sẻ của em Nguyễn Thị Tuyền, 20 tuổi, và chúc em trở lại cái con đường và được xã hội đón nhận nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em.